Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn nơi nhận nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương Thiếu tướng Đinh Văn nơi trong quá trình công tác luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt trong công tác của đơn vị địa phương. Được lãnh đạo các cấp và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị địa phương tín nhiệm, đánh giá cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Quảng Ninh và tập thể đảng ủy, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, công an tỉnh An Giang, Quảng Ninh đã tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ bản thân đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi hứa luôn tận tâm, tận lực, đem hết khả năng trí tuệ, tâm huyết, Trung sức đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Đinh Văn nơi, sinh năm 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội học, Học viện Cảnh sát nhân dân trước khi được điều động giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an thiếu tướng đinh văn nơi đã trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành công an từ trưởng công an huyện phong điền phó giám đốc công an thành phố cần thơ đến giám đốc công an tỉnh an giang giám đốc công an tỉnh quảng ninh quá trình công tác tại các địa phương thiếu tướng đinh văn nơi đã đạt được nhiều thành tích góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại các địa phương Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vừa được điều động về Bộ Công an. Ở Thái Bình, dưới thời Đại tá Trần Văn Phúc, Công an tỉnh Thái Bình đã xử lý nhiều vụ án chấn động. Đại tá Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán tại Đông Anh, thành phố Hà Nội, được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 9 năm 2021. Lúc đó Đại tá Phúc mang cấp bậc hàm Thượng tá giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Bộ Công an. Tại Thái Bình, trong khoảng gần 3 năm, Đại tá Trần Văn Phúc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và Đại tá Trần Văn Phúc, nhiều vụ án gây chấn động đã được Công an tỉnh Thái Bình triệt phá, nhận được sự hưởng ứng ủng hộ từ dư luận và nhân dân. Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân Đầu tiên phải kể đến vụ án bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963 trú tại Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo đó, vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Thời điểm đó, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đây là kết quả mở rộng vụ án Phạm Minh Cường sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quất, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là Phó trưởng Ban Dân Nguyện, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, từ năm 2016 đến năm 2021 thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2016-2021, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Mở rộng điều tra vụ án này, một thời gian sau, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15, đã bị tạm đình chỉ để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội để điều tra về hành vi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Bắt la điên và loạt cán bộ tha hóa Ngày 12 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Sơn La, sinh năm 1957, trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyễn Sơn La thường gọi là La Điên, là đối tượng có một tiền án về tội trộm các tài sản năm 2005 thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản cho thuê nhà xưởng sản xuất giấy dép. Ngày 13 tháng 6 năm 2024, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thiên Tư sinh năm 1961, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Sương, nguyên là cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Sương và Trần Văn Thành, sinh năm 1983, trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, là chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện Kiến Sương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra về hành vi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Nguyễn Sơn La chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất nông thôn, trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương ngày 21 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình tiếp tục quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, chỗ ở đối với Đỗ Xuân Khu, sinh năm 1966, trú tại xã Bình Định, huyện Kiến Sương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kiến Sương và Ngô Bích Liên, sinh năm 1978, trú tại thị xã Kiến Sương, huyện Kiến Sương, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Sương với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Vụ án này hiện công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan. Tại Thái Bình, cũng dưới thời đại tá Trần Văn Phúc làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình, các đơn vị cấp dưới cũng đã xử lý nhiều vụ án lớn như vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mà công an huyện Hưng Hà điều tra xử lý. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ từ phó thôn, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn đến công chức địa chính, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An và thậm chí là cả nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà đang đương chức, phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình để điều tra các sai phạm. Vào sáng ngày 12 tháng 8, tại kỳ họp thứ 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Triệu Thế Hùng do chuyển công tác. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa 15 từ ngày 1 tháng 8. Phát biểu tại kỳ họp, ông Triệu Thế Hùng cho biết ông vinh dự khi ngày 10 tháng 5 năm 2020 được điều động, luân chuyển về công tác tại Hải Dương. Với khoảng thời gian 4 năm công tác tại tỉnh Hải Dương đã để lại dấu ấn sâu đậm với những kỷ niệm về đất và người ở Hải Dương. Theo ông Triệu Thế Hùng, trong những năm qua, Tỉnh Hải Dương đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án kết nối giao thông quan trọng, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối liên vùng, tập trung thu hút kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm công nghiệp. Đây là tiền đề để Hải Dương cất cánh trong thời gian tới cho tương xứng với vị trí tiềm năng và thế mạnh của Hải Dương. Với cương vị là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Triệu Thế Hùng cho biết luôn cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà, nhưng còn những mục tiêu kế hoạch chưa hoàn thành. Ông Hùng mong muốn và chúc lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Ông Triệu Thế Hùng cũng cảm ơn các lãnh đạo cấp tỉnh, sở ngành, địa phương đã luôn tin tưởng đồng hành giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Ông Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác của các lãnh đạo tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Chúc mừng ông Triệu Thế Hùng nhận nhiệm vụ mới. Ông Trần Đức Thắng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết, hơn 4 năm công tác tại tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò của người cán bộ, đảng viên, thể hiện rõ phẩm chất, năng lực công tác. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Triệu Thế Hùng đối với tỉnh Hải Dương, chúc ông Hùng tiếp tục đạt được nhiều thành công trên cương vị mới và thường xuyên quan tâm, đồng hành với sự phát triển của tỉnh Hải Dương. Ông Triệu Thế Hùng sinh năm 1971 quê ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, có trình độ chuyên môn, phó giáo sư tiến sĩ văn hóa học, cử nhân sư phạm văn hóa nghệ thuật. Trước khi được phê chuẩn, ông Triệu Thế Hùng là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, ủy viên ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội. Ông Triệu Thế Hùng có thời gian dài gắn bó với ủy ban văn hóa giáo dục. Ông Hùng từng giữ hàm vụ trưởng vụ văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng thư ký chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Năm 2016, ông Triệu Thế Hùng giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Ủy ban này, sau đó được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban. Từ giữa năm 2020, ông Triệu Thế Hùng được điều động chỉ định làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Một năm sau, ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại